Thưa quý vị, từng vi phạm pháp luật, thậm chí có án tích. Cuộc đời của những con người lầm lỡ sau khi trở về địa phương rất cần sự giúp đỡ, động viên và chia sẻ từ cộng đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, sau một năm triển khai mô hình, mỗi chỉ huy kèm cặp một người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, công an cơ sở đã tổ chức gần 2.000 lượt thăm hỏi, các buổi tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ 162 trường hợp vay vốn khởi nghiệp. Nhờ sự tận tâm giúp đỡ của mỗi chiến sĩ công an, tương lai của những người từng vi phạm pháp luật dường như tươi sáng hơn. Điểm giữ xe của lực lượng an ninh cơ sở công an phường Mỹ An, quận Hoàng Sơn. Đây là mô hình giúp đỡ, tạo thu nhập ổn định mỗi tháng từ 2 đến 3 triệu đồng cho thành viên bảo vệ dân phố, dân phòng và những người hoàn lương. Được quan tâm tạo điều kiện, em Nguyễn Ngọc Tuấn Khanh, từ chỗ là người từng vi phạm pháp luật, dần trở thành một công dân tích cực tham gia các hoạt động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện tại thì em cũng đang đi học nghề, ngoài thời gian em học nghề thì em có xuống đây giữ xe. Ở đây cũng có tạo điều kiện cho em, dành thời gian cho em để em có công ăn việc làm, để em có một số tiền để em học chuyên bưng trả cho học nghề. Qua một năm hoạt động, mô hình này đã giúp đỡ tạo việc làm cho 14 thanh thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, 6 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng trong diện quản lý của công an phường. Gần như là họ không có ý định cũng như không có những cái cơ hội để tái phạm. Bên cạnh đó là họ tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, tích cực tham gia tuần tra kiểm soát và tích cực tham gia những cái hoạt động phát động phong trào và xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc ở tại cơ sở rất là tích cực. Đây là có thể thấy chuyển biến rất mừng. Còn đây là công việc hàng đêm của anh Nguyễn Hữu Sơn, dân phòng cơ động phường Bình Hiên, quận Hà Châu, là thành viên tổ tuần tra 8394. Anh Sơn tích cực tham gia bắt giữ các đối tượng tội phạm và đạt được nhiều thành tích. Ít ai biết rằng anh đã từng có quãng thời gian lầm lỗi. Thời gian đầu trở về địa phương cũng gặp nhiều khó khăn nếu không có sự hỗ trợ chân thành từ công an phường. Em thấy là có em về, lúc em mới về có nhiều người sống mà họ nhìn em hoặc kiểu như họ lơ, họ né. Em gây thơ là em về cái em cố gắng tham gia vô lực lượng 8-3-4 là em thấy trừ hàng số họ nhìn em với ánh mắt khác lắm. Nhờ anh công an cày cho vô lò ở phường đó. Nói chung là người mẹ có vẻ bằng đây mì đêm có vẻ yên tâm hơn, ngủ được hơn. Một phần thì nhận được cái khen thì nói chung cũng thấy con mình cũng trưởng thành được chút. Thêm một người hoàn lương có công việc ổn định sẽ góp phần hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tế công tác tái hòa nhập cộng đồng là cả quá trình đầy khó khăn, phức tạp và lâu dài. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thực sự tâm huyết, kiên trì mới có thể giúp đỡ họ từ bỏ mặc cảm, sống chan hòa với cộng đồng, thắp lên niềm tin về một cuộc sống mới.